Xin được chào các bạn đọc của báo Alo Bác Sĩ. Thì hôm nay thì có một số câu hỏi mà báo bên Alo có gửi cho tôi, và tụi chung thì những ngày hôm nay cũng có khá nhiều bệnh nhân người ta gọi điện tới, người ta hỏi những câu hỏi ví dụ như này: khá là máy thở là gì, máy tạo oxy là gì, máy tạo oxy thì cái thể tích nó là 1,6 lít, 1,7 lít, vân vân, rất là nhiều. Thì hôm nay thì nhân cái dịp này á, tập trung một số câu hỏi lại thì tôi cũng xin trả lời luôn ha. Thì cái máy thở và máy tạo oxy, thực ra nếu mình xét về cái mặt mà chức năng á thì là nó giống nhau, tức là nó có chức năng là sẽ cung cấp cái nguồn oxy cho cái người bệnh. Có thể là người bệnh khó thở do rất nhiều nguyên nhân, và cái biến chứng phổi do COVID thì là một trong các nguyên nhân thôi, chứ còn thực ra cái máy thở hay là máy tạo oxy thì chức năng cuối cùng của nó là tăng cái nguồn lượng oxy vô, tăng hơn cái nhu cầu, tăng hơn cái lưu lượng hít thở bình thường hàng ngày của người bệnh nhân. Thì giống nhau, cái mục đích giống nhau của hai cái máy là như vậy. Tuy nhiên cái máy tạo oxy và một cái máy thở thì nó có nhiều, rất là nhiều điểm khác nhau. Thứ nhất á, là đứng về cái mặt độ phức tạp á, thì cái máy thở nó phức tạp hơn rất là nhiều so với một cái máy mà tạo oxy. Tại vì cái máy thở á, nó có nhiều cái chế độ để cho mà cái người bác sĩ chuyên ngành, chuyên nghiệp hồi sức đó, người ta sẽ cài đặt ở những cái loại thở như thế nào để mà cái lượng oxy đưa vô cho cái người bệnh nó ở mức độ cao nhất, lý tưởng nhất. Trong khi cái máy tạo oxy nó chỉ là một cái dụng cụ đơn giản, là chúng ta cắm điện vào và nó sẽ lấy cái oxy từ trên không khí hay gọi là khí trời gì đó, thì nó tăng cái độ tinh khiết oxy hơn. Thì chúng ta biết rằng trong không khí á, thì cái tỷ lệ mà oxy nó chỉ chiếm có 20% thôi, và còn lại là nitơ chiếm 80%. Thì sau khi qua cái máy tạo oxy như vậy đó, thì cái nồng độ oxy nó sẽ được cao hơn nếu mình so sánh với cái tỷ lệ cái không khí ở ngoài. Thì cái lượng oxy nó đưa từ trong máy tạo oxy ra, đưa vào mũi mình đó, thì nó sẽ cao hơn là so với mình hít khí trời đó. Thì nếu mình so sánh giữa hai cái máy thì giống nhau, mục đích là giúp cho tăng cái lượng oxy trong cái đường thở cho cái người bệnh cao hơn. Còn khác nhau là thứ nhất đó, là về mặt hình thức thì cái máy tạo oxy nó sẽ đơn giản hơn, trong khi cái máy thở thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Thứ hai là cái vị trí sử dụng, thì cái máy giúp thở người ta chỉ sử dụng ở trong bệnh viện thôi, đặc biệt là ở cái chuyên khoa về hồi sức người ta mới cần thở cái máy đó, trong khi cái máy oxy này người ta có thể sử dụng tại nhà. Và thậm chí có những bệnh nhân người ta mắc những cái bệnh về phổi, về mãn tính, cho cái nhu cầu oxy nó có hơn người bình thường một chút, thì người ta cũng có thể sử dụng. Và chính vậy người ta thiết kế để cho gì, chúng ta sử dụng tại nhà. Cái đó đứng về mặt cơ bản thì chúng ta thấy rằng cái máy giúp thở và cái máy tạo oxy là hai cái khác nhau. Và cái thứ ba nữa là trong những trường hợp sử dụng cái máy giúp thở, đôi khi ấy, mình phải làm cho bệnh nhân người ta hôn mê luôn. Tại vì lúc đó, đó là cái máy nó giúp cho người ta thở, người ta cái máy nó sẽ có một cái hệ thống áp lực, nó sẽ đẩy không khí vào trong cái người thở, hoặc là ít nhất là nó hỗ trợ một phần, hoặc là gần như nó hỗ trợ hoàn toàn. Thì lúc đó cái người bệnh nhân có thể là người ta đã cái khả năng siêu hấp của ta khá nặng rồi. Nhưng mà đối với cái máy oxy á, thì cái mức độ nó khác. Cái máy tạo oxy á, là cái máy mà cái người thở, cái người bệnh người ta còn thở, còn chủ động tự thở được, người ta còn có khả năng người ta hít được, người ta chủ động được, người ta hít thở được. Tuy nhiên do vì cái lý do gì đó, tắc nghẽn hay là do cái bệnh lý, cái lượng oxy mà người ta hít vô nó không có đủ nhiều. Chính như vậy là phải cần có một cái hệ thống nào đó cho cái nồng độ oxy nó cao hơn. Thì như vậy á, cái lượng oxy nó mới đủ cái nhu cầu cho cái người bệnh. Đó là những cái điểm giống nhau giữa cái máy oxy và cái máy Cái máy thở. thở, và khác nhau là đó là những cái điểm cơ bản chúng ta biết khác nhau. Chính như vậy cái máy thở chỉ được sử dụng ở bệnh viện, đặc biệt là khoa hồi sức, trong khi cái máy tạo oxy thì chúng ta có thể sử dụng tại gia đình, sử dụng với tính cách là cá nhân thôi và không cần một cái đào tạo bài bản hay học. Trong khi cái máy giúp thở thì bác sĩ đó phải được đào tạo, phải được học chuyên về cái máy đó. Và cái câu hỏi thứ hai cũng hay gặp, đó là hỏi là khi nào thì sử dụng cái máy thở và khi nào thì sử dụng máy oxy.
Thì qua cái phần mình so sánh giữa giống nhau và khác nhau thì chúng ta thấy rằng đối với những cái trường hợp mà gọi là suy hô hấp nặng á, qua từ mức độ trung bình xuống, tức là cái khả năng mà bệnh nhân chủ động hít thở vô là không còn nữa, tức là giảm hẳn đi, thì lúc đó chúng ta phải sử dụng cái máy giúp thở cho người bệnh. Tức là cái người khi một cái người nào người ta yếu một gì đó người ta không làm được thì mình phải giúp thôi, thì cái động tác thở khi mà nó không còn đủ cái khả năng mà để lấy oxy nữa thì ngoài cái lượng oxy cung cấp tăng hơn thì cái máy nó phải chủ động nó hỗ trợ thêm cho cái người bệnh nhân đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái máy thở là khi nào, khi người bệnh cái khả năng mà người ta chủ động để hô hấp của người ta không còn nữa. Và đương nhiên thì nó rất là nhiều nguyên nhân, trong đó có cả cái nguyên nhân là viêm phổi do virus COVID nữa, chứ không phải là chỉ có COVID người ta mới sử dụng cái máy thở đâu, nó còn rất là nhiều, thậm chí nguyên nhân hôn mê ngộ độc này nọ, những cái gì mà nó làm cho cái khả năng thở của bệnh nhân gần như là không còn, giảm hẳn đi, không tự thở được hoặc là hôn mê thì mình phải dùng sử dụng. Còn ngược lại đối với máy oxy là sao? Máy oxy là những người mà người ta vẫn còn thở được, vẫn chủ động hít thở được, nhưng do vì cái một cái nguyên nhân gì đó, cái sự hít thở đó, cái lượng hít thở nó không hiệu quả đi, thì mình buộc lòng mình phải tăng cái nồng độ oxy lên để cho cái lượng oxy nó nhiều hơn, và một cái động tác hít thở nó sẽ hiệu quả hơn. Đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề là khi nào mà cần tới cái máy giúp thở và khi nào thì bệnh nhân có thể sử dụng máy oxy, thì nó còn dựa vô những cái phác đồ cụ thể, khi nào thì chúng ta sử dụng cái máy giúp thở và khi nào chúng ta sử dụng cái máy thở, thì chúng ta thấy rằng phân biệt nôm na là gì cho dễ hiểu rồi. Và trong cái máy tạo oxy đó thì có những độc giả đặt câu hỏi là tại sao có cái máy nó ghi là từ 1 đến 6 hoặc là từ 6 hoặc 7 đến 10 phút, thì cái này tùy theo cái nhu cầu. Ví dụ một cái bệnh nhân mà người ta mắc một cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nhu cầu sử dụng oxy thì cái lượng oxy người ta thở không cần nhiều, cái dao động từ vài lít thôi. Tuy nhiên những cái trường hợp mà người ta bị siêu hấp cấp đột ngột thì mình cần một cái lượng oxy nó cao hơn. Thì đây là gì? Đây là ý nghĩa là gì? Cái lưu lượng oxy mà được cung cấp trong vòng đơn vị thời gian, ví dụ là trong vòng 1 lít, cái máy này có thể cái lượng oxy mà đưa vô cho mình có thể nhu cầu sử dụng được là từ 1 tới 7 lít, tùy theo cái nấc bình chỉnh nó có một cái bình chỉnh để mình biết là cái lưu lượng bao nhiêu, và khi mình chỉnh như vậy thì cái người bệnh nhân người ta cảm thấy rằng cái lưu lượng nó thở ra thấy được, cái thoải mái, thấy khỏe thì mình sử dụng ở cái lưu lượng đó ha. Thì cái ý nghĩa là 1 đến 6 hoặc là 7 10 là gì, là 7 tới 10 tức là trong vòng 1 phút thì cái lưu lượng oxy người ta cái máy nó cung cấp cho mình được là từ 7 tới 10 lít trong vòng 1 phút, là như vậy thôi chứ cũng không có cái gì phức tạp. Thì câu hỏi là số lít trên máy nó quyết định là gì, thì nó không có quyết định cái gì hết, nó quyết định là cái nhu cầu lúc đó bệnh nhân cần thở là thể tích là bao nhiêu thôi, chứ không có cái quyết định cái gì hết. Rồi một cái câu hỏi tiếp nữa là giả là hỏi là bình oxy khác với máy tạo oxy như thế nào. Thì trước mắt á, thì chúng ta thấy rằng về mặt giống nhau á, bình oxy và máy tạo oxy á, thì chức năng giống nhau, vẫn là cung cấp oxy cho cái người bệnh, cho cái người mà có nhu cầu người ta cần thở, có lượng oxy cần nhiều oxy hơn chút. Còn khác nhau là khác cái gì? Khác về cái hình thức thôi. Ví dụ như cái bình oxy thì người ta nén một cái thể tích oxy cho phép vào đó vừa đủ đúng cái áp lực mà cái bình chịu được, thì khi mà bệnh nhân có nhu cầu á, thì người ta xả ra từ từ, áp lực nó xả ra có đồng hồ kiểm soát áp suất và chúng ta xả được từ, xả tới khi nào mà cái bình nó hết oxy rồi thì mình lại thay bình khác, mình bơm khác vô, thì chẳng qua cái bình oxy là cái nơi để chứa oxy thôi, không có gì khác hết. Còn cái máy tạo oxy là gì? Cái máy tạo oxy là cái máy mà người ta sử dụng để làm gì? Khi chúng ta cắm điện vào thì trong đó nó có một cái hệ thống, cái bộ phận nó sẽ làm sao biến cái nồng độ oxy ở ngoài không khí chúng ta nó có tỷ lệ là một 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 phần năm đó, tức là 20% là oxy và 80% nitơ. Thì 20% đó sau khi qua cái hệ thống máy đó thì cái nồng độ oxy nó sẽ tăng cao lên, và người ta đo được rằng cái lưu lượng oxy nó cũng sẽ dao động từ 1
2, 3, 5, 7, 10 lít một phút. Thì cũng giống như trong cái bình oxy cũng vậy, khi chúng ta mở ra thì nó cũng có một cái bộ phận đo, nó sẽ tính được cái lưu lượng và cũng dao động từ 1, 2, 3, 4, 5 tới 10 lít phút vậy thôi, không khác gì hết. Giống nhau là chức năng cùng cung cấp oxy cho người bệnh, và khác nhau là khác về cái hình thức. Do đó chúng ta chọn cái bình hay là cái máy là tùy theo, thứ nhất cái khả năng, cái kinh tế, thứ hai là cái khả năng mà chúng ta có thể chuyên chở được. Ví dụ như cái việc mà chở một cái bình oxy thép mà từ rất là xa tới một cái nơi này thì nó rất là bất tiện ha, so với một cái người có khả năng, người ta mua một cái máy oxy người ta đặt ở nhà và nó di động hơn, người ta có thể mang lên xe, ta chuyển cái dòng điện để mang lên xe, mang theo khi mà di chuyển bệnh nhân được đó. Thì nó chỉ khác nhau là những cái vấn đề ở đó thôi, chứ ngoài ra chức năng giống nhau là đều cung cấp oxy cho cái những người cần cái nhu cầu về oxy. Rồi, và một cái câu hỏi nữa là cũng thường thấy bạn đọc hay thắc mắc, đó là cái máy đo SpO2. Đây là cái máy này, thì cái này là đang là một cái này thì họ đã thiết kế rất là tinh giản, và cái dạng tổ chức này cũng không có mới mẻ, cũng cũng rất là phổ biến ha. Thì đầu tiên á, thực ra cái này là một cái máy đo, nhưng mà nó sử dụng là đo SpO2 thôi, chứ không phải cái máy này nó tên là SpO2. Cái SpO2 nó là một cái chỉ số gián tiếp mà người ta tính được cái nồng độ oxy. Thực ra để biết chính xác được cái nồng độ oxy trong trong máu á, để biết được cái nồng độ oxy trong máu á, thì nó có nhiều cách xét nghiệm đó, đôi khi máu động mạch, hay là có những cái nó phức tạp và những cái nó rất rối hơn. Tuy nhiên cái này là một cái thiết bị mà nó rất là đơn giản. Thứ nhất là nó đơn giản để sử dụng, và thứ hai là nó nhanh. Tuy nhiên xét về mức độ chính xác tuyệt đối thì nó không phải là chính xác tuyệt đối đâu, nhưng mà nó cũng không phải là một cái mà quá sai số. Mà trong cái bối cảnh này thì cái máy này thực sự là hiện nay nó cũng giúp cũng rất là nhiều. Thì trước tiên chúng ta phải phải biết rằng nó là khi mà cái nồng độ oxy ở trong máu mà nó giảm á, nồng độ oxy trong máu giảm á, thì cái nguyên nhân nhiều nhất người ta thấy là do từ cái hô hấp thôi, tức là cái lượng oxy nó trao đổi, nó đưa từ ngoài không khí đưa vào trong phổi từ xuống các phế nang, và thay vì nó vô hết toàn bộ máu thì nó cho ta một cái thở hiệu quả. Thì do một cái bệnh lý nào đó, và đặc biệt là do cái biến chứng viêm phổi của COVID, thì cái lượng oxy khi chúng ta hít vào á như bình thường là đủ, nhưng trong tình huống này chúng ta hít vào á thì thay vì toàn bộ 10 phần nó vô hết 10 phần, thì bây giờ nó vô trong máu còn có 5 phần thôi. Và cái hậu quả nó dẫn tới là gì? Khi cái lượng oxy mà đưa vô máu được hoàn toàn thì cái máu, thì máu đen, tức là cái máu chúng ta biết nó bơm tới phổi này, thì thay vì nó chuyển thẳng từ máu đen sang máu đỏ hoàn toàn, thì bây giờ do cái lượng oxy đưa vào không đủ như vậy thì cái lượng máu đen nó đi qua phổi à, chúng ta nói nôm na ha, chứ còn nói về mặt khoa học thì nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ vậy đâu. Thì nói nôm na vậy cho bà con nghe thì dễ hiểu hơn. Thì cái lượng máu sau khi người bình thường qua đi qua lá phổi đó, thì cái máu đen chứa nhiều thiếu oxy, thì sau khi đi qua lá phổi thì khí CO2 được thải ra và oxy được đưa vô hoàn toàn, thì cái máu nó sẽ chuyển đỏ đỏ hoàn toàn, tức là 10 phần oxy cho 1 phần. Nhưng ở một cái người mắc một cái bệnh lý phổi rất là nhiều nguyên nhân, và trong đó có COVID, biến chứng của COVID viêm phổi đó, thì ví dụ cái lượng oxy được hít vô là 10, ví dụ vậy đi, nhưng khi mà nó qua cái mạch máu, nó qua được á, vô được máu, nó vô được cái 5 phần thôi. Và như vậy cái máu của chúng ta khi trở về nó không hoàn toàn là một cái máu đỏ nữa, mà nó là một cái máu giống như ta nói nôm na là cái máu máu đen á, nói vậy thôi ha, chứ còn trong y khoa thì không có máu đen cái gì đó. Thì như vậy cái máu chúng ta khi trở về như vậy đó, thì cái oxy nó trong máu nó sẽ không có nhiều như là bình thường nữa nữa, và khi nó đưa xuống tới các cái cơ quan thì cái máu nó sẽ được đưa đi rất là xa, từ một mạch máu lớn xuống mạch máu nhỏ và nhỏ li ti, và cuối cùng là những cái mạch máu nhỏ li ti ở cái đầu ngón tay như vậy ha, ở một cái đầu ngón tay như vậy. Thì bình thường khi mà cái lượng oxy chứa trong máu nó đầy đủ thì chúng ta thấy là cái ngón tay chúng ta nó sẽ rất là hồng hào ha, rất là hồng hào do oxy đủ, đây gọi là máu ngoại biên đầy đủ oxy. Nhưng ở một cái người mà siêu hấp, chúng ta thấy thực sự nếu mà có cơ hội chúng ta thấy những người siêu hấp á, thì những cái đầu ngón tay này nó sẽ tím đi, nó sẽ bị tím đi, là vì chúng ta biết rồi lúc đây cái nồng độ oxy ở trong máu nó không còn như bình thường nữa mà nó bị thiếu, và chưa kể là gì cái lượng CO2 nó cũng chưa được thải ra ngoài hoàn toàn luôn, nó còn trong máu cũng khá cao.
Và như vậy cái máu chúng ta thấy thường thường ở đầu tay nó hồng hào thì bây giờ nó chuyển màu tím. Và như vậy các nhà khoa học người ta mới chế ra một cái cảm biến. Và cái cảm biến này nó nhận biết được cái sự hồng hào nằm ở đây. Ha. Nó nhận biết được cái đầu ngón tay chúng ta hồng hào hay là chúng ta bị tím ở đây. Và đương nhiên thì cái con chip này nó được sáng chế ra và tính toán làm sao để ở cái mức độ đó, hồng hào đó hay tím đó thì nó sẽ hiện cái con số bao nhiêu. Ha. Và người ta đã thiết kế được cái con chip đó và gián tiếp chúng ta sẽ thấy được rằng nếu cái đầu ngón tay này nó có màu hồng thì con chip nó sẽ thể hiện lên cái con số trên này là bao nhiêu. Và nếu như cái đầu ngón tay chúng ta tím hơi hơi thì nó thể hiện bao nhiêu, và tím ngắt nó sẽ thể hiện bao nhiêu. Gián tiếp thôi. Và nó có một cái cảm biến trong đây ha, một cái sensor trong này. Đây chúng ta sẽ thấy, không biết là các bạn có thấy không, đó nó đang chớp chớp đấy, cái cảm biến này. Và khi mà chúng ta đưa vào như vậy á thì cái đầu ngón tay chúng ta nó sẽ đè vô cái cảm biến như này. Và cái cảm biến này nó sẽ cho một cái luồng sáng đi xuyên qua ngón tay chúng ta, nó đi từ dưới đi xuyên luôn. Và trên cái phần trên này nó có một cái bộ cảm biến nó nhận. Và sau khi nó nhận xong á thì nó sẽ xử lý để cho chúng ta biết rằng cái tia sáng này sau đi qua cái đầu ngón tay này thì nó sẽ tính toán được là tương đối là cái lượng oxy chúng ta đang trong máu là bao nhiêu phần trăm để nó thể hiện trên này. Và như vậy thì chỉ trong phần 5 giây thì cái cảm biến này nó đã tính được điều đó và nó sẽ thể hiện lên trên đây. Ví dụ như tôi đo đây là 98% ha. Okay, chúng ta nhìn thấy ngược 98% đó. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà chúng ta quan sát được thấy cái SpO2 98% thì chúng ta sẽ biết rằng ở cái PO2 này là bình thường. Chúng ta không cần hiểu là cái cơ chế như thế nào đâu, thì giống như là huấn luyện cho một người đó chỉ cần biết là cái con số này ở mức độ này là yên tâm, con số này là phải cần làm gì, thì cái máy là như vậy, là đó cái máy SpO2 và chức năng là như vậy, là kiểm tra cái tương đối cái nồng độ oxy của cái người hiện tại đang kẹp này là đang thiếu hay là đủ hay là vừa đủ gì đó. Và gián tiếp luôn nó cũng sẽ tính được cái nhịp tim chúng ta, cái mạch của chúng ta luôn đó. Đó là hai cái chỉ số mà thường thấy khi chúng ta sử dụng cái máy này. Còn những cái thiết bị y khoa khác thì nó chức năng nó nhiều hơn. Đương nhiên ngoài những SpO2 nó còn những chức năng khác nữa sẽ rất là nhiều. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng cái này. Và cái chỉ số SpO2 là ý nghĩa gì? Ý nghĩa là nó cho biết chúng ta cái nồng độ thật hiện tại là chúng ta có đang bị thiếu oxy hay không. Và thiếu oxy có nghĩa là đồng nghĩa thì là chúng ta khó thở đó ha, khó thở. Tuy nhiên cái bệnh lý mà gây ra tím đầu ngón tay nó cũng rất là nhiều nguyên nhân ha, nhiều nguyên nhân. Đương nhiên thì ở đây chúng ta đang nói là những cái người mà đang trước đó người ta không có siêu hấp, người ta không có bệnh lý bẩm sinh hay cái gì đó, cái đầu ngón tay rất là hồng hào, và tự nhiên bây giờ đo lên nó chuyển sang đầu ngón tay nó tím và SpO2 sẽ giảm thì có vấn đề về thiếu oxy, cái nguồn đưa oxy. Và hiện nay thì cái phác đồ mà cái quyết định mà để chúng ta quyết định cái trường hợp đó bệnh nhân nó cần phải thở oxy, chuyển viện, chuyển lên tầng cao lên, chuyển hồi sức hay cái gì, đương nhiên ngoài những cái dấu hiệu lâm sàng đó, thì một trong những cái tiêu chuẩn dựa trên đó là dựa trên máy SpO2 này. Như vậy thì nếu chúng ta thực sự để theo dõi một cái trường hợp là khó thở hay là không khó thở thì chúng ta quyết định một cái quyết định là chuyển vào bệnh viện, thì chúng ta phải có cái máy này. Tại vì có những tình huống chúng ta thấy rằng bệnh nhân than khó thở nhưng chúng ta kẹp cái SpO2 này vô vẫn bình thường. Những tình huống là những tình huống người ta tâm lý, người ta thực sự là không khó thở nhưng mà do suy nghĩ quá nhiều, quá lo sợ, quá căng thẳng, thấy cảnh hàng xóm có một cái cụ và mới chết do cái này thì tự nhiên lên cơn khó thở luôn. Nhưng mà thực tế chúng ta đo cái máy này thì SpO2 vẫn là gì, 96, 97, 98%. Do đó bây giờ nó tôi khó thở quá, tôi khó thở quá mà đo cái này lên thấy SpO2 nó vẫn 98%, thì cái đó là do tâm lý. Và đương nhiên cái vấn đề lúc đó là gì, bị tâm lý thì chúng ta sẽ chấn an bằng tâm lý và chúng ta thấy không nè, có cái máy này đi thì 98%, không có khó thở đâu nha, cái này là do mình lo sợ căng thẳng thôi Và thứ hai nữa, thậm chí có những người mà người ta tự đếm nhịp thở của mình, và chúng ta biết rằng để tính đếm nhịp thở không bao giờ chúng ta tự đếm được đâu,
ha, mà phải một cái người đối diện người ta đếm, mà đếm gọi là không báo trước. Chúng ta tự đếm nhịp thở thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta thấy khó thở. Và dĩ nhiên thì khi khó thở, gọi là nhịp thở trên 20 lần một phút thì xếp vô khó thở, và chắc chắn các bạn có thể đếm nhịp thở các bạn, các bạn sẽ thấy khó thở. Và các bạn để ý tới cái nhịp thở của các bạn thì các bạn tự thấy khó thở luôn ha. Cái đó chúng ta đừng có căng thẳng, đừng có, và có cái máy này đo nó sẽ trả lời cho cái việc mà chúng ta thiếu oxy, không có thiếu oxy. Đó. Thì nếu thực sự mà các bạn đã theo dõi ở nhà một cái trường hợp nhiễm COVID mà lo lắng vấn đề siêu hấp thì phải có cái máy này. Đó, cái chức năng của cái máy này là chỉ có vậy thôi. Không có cái gì là gọi là phức tạp hay là khó cả. Một trong những cái tiêu chí mà để gọi cấp cứu hoặc nhờ hỗ trợ hoặc là đánh giá được cái tình hình bệnh nhân, cái trường hợp này là một cái trường hợp mà nhiễm COVID không có biến chứng phổi, bệnh nhân không có siêu hấp, đặc biệt là không có siêu hấp nha. Còn những cái vấn đề sốt ho thì cái đó thì không có vấn đề ạ. Thì người ta dựa vô cái chỉ số SpO2 này, cũng như là hiện nay những trường hợp mà F0 tại các bệnh viện dã chiến, tức là những trường hợp F0 tức là nhiễm rồi mà không có triệu chứng siêu hấp, tức là không có triệu chứng gì hoặc là có triệu chứng nhẹ, đó là ở độ 1 á, thì vẫn bác sĩ vẫn yêu cầu là người bệnh phải tự kiểm tra cái này SpO2 một ngày 3 lần. Và nếu như trường hợp nào SpO2 dưới 95% là phải báo bác sĩ. Là vì sao? Là vì có những người thì quá căng thẳng lo lắng, SpO2 bình thường tức là từ 95% trở lên, thậm chí lo lúc nào cũng 97-98, nhưng mà họ vẫn có cảm giác hơi khó thở, thì đương nhiên đó tâm lý cái trường hợp tiếp tôi nói. Nhưng có những trường hợp thứ hai, những trường hợp mà bệnh nhân SpO2 họ tụt xuống 95%, tuy nhiên là có thể là họ có một cái tinh thần rất là ngoan cường hoặc họ là muốn cái gì đó thì họ không báo cho bác sĩ theo dõi ở bệnh viện dã chiến, và có thể là họ nằm họ cố gắng hết thời chiến đấu. Thì có những người tinh thần người ta rất là kiên cường là như vậy. Tuy nhiên nếu chúng ta đo SpO2 này và chúng ta thấy rằng chúng ta để một thời gian, ví dụ sau khi kẹp xong chúng ta thấy có những trường hợp là chúng ta mới kẹp thì nó lên nó xuống nó 95, cái chút xíu là 96, 97, 98, và cái chuyện đó là hết sức là bình thường. Nhưng mà có những trường hợp chúng đo chúng kẹp thấy 95, có khi xuống 94, thậm chí xuống 93 luôn, rồi là lên 94, rồi là lên 95, rồi hồi là xuống 94, nó không vượt nào cái con số 95. Và cái thứ hai nữa, chúng ta cảm giác rằng trong người ta không khỏe ha. Chúng ta cảm thấy không khỏe, không ổn ha. Cảm giác hôm nay hình như nó không được khỏe hơn ngày hôm qua, hôm nay thấy khỏe mệt, mà giờ kẹp SpO2 thấy nó dưới 95%, thì tôi khuyên các bạn là nên báo cho tùy theo mình đang ở đâu. Ví dụ như chúng ta đang ở bệnh viện dã chiến ha, và chúng ta đang nằm ở cái tầng tức là thi theo dõi thôi, không phải là, thì trong trường hợp này nó có sự chuyển độ ha, có khả năng là đang có theo dõi một cái biến chứng về phổi đó, thì mình sẽ báo cho bác sĩ điều trị ở cái phòng đó để bác sĩ kiểm tra lại chính xác hơn, hoặc có thể là đưa chúng ta đi chụp một cái phim phổi xem nó có xuống cái biến chứng về phổi hay chưa. Tại vì khi chụp phim phổi chúng ta có thể sẽ thấy được cái tình trạng viêm phổi mô kẽ do cái con virus này đó. Thì ở đây chúng ta phải báo ha. Còn cái việc mà bác sĩ cho chích thuốc hay là cho thở oxy thì cái việc đó là bác sĩ sẽ là cái người quyết định, người ta sẽ coi tình hình. Có những người thì người ta xuống như vậy nhưng mà có thể là người ta cảm giác chưa thấy mệt, không cần oxy, nhưng có những người bắt buộc phải thở oxy. Tại vì ở đây tôi cũng có nói với các bạn rồi, cái phổi, cái đáp ứng phổi của mỗi người mỗi khác nhau, một cái người trẻ khác và một cái người lớn tuổi khác, một cái người phổi nó không có vấn đề về bệnh lý và một người phổi trước đó có một cái vấn đề về bệnh lý, nó là một cái chuyện khác. Cái đó, tuy nhiên ở chúng ta thấy rằng người ta sử dụng SpO2 là cái tiêu chí để gọi hỗ trợ y tế hoặc là để đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân. Thì khi chúng ta nếu đo ở đây chúng ta nói là 95%, tại vì cái mức mà trên 95% á là cái mức là chúng ta tự quản lý hoặc là người nhà tự quản lý. Nhưng mà còn nếu những cái SP mà đã thấp dưới 90 này nọ thì ở đây chúng ta không bàn nữa, tại vì cái lúc đó đó cái gì chúng ta không còn nhiệm vụ đâu, lúc đó là cái nhiệm vụ của người y tế về chuyên nghiệp rồi, người ta làm rồi ha. Ở đây thì tôi mới muốn nói cái mức độ mà 95% là cái mức độ mà nó giữa một cái là có thể là người nhà tự theo dõi và một cái là nhân viên y tế.
thì dưới 95 đường tâm chúng ta phải báo ha, chúng ta phải báo. Bây giờ nếu đang ở bệnh viện dã chiến thì chúng ta phải báo cho bác sĩ theo dõi. Còn nếu như chúng ta đang ở nhà mà được theo dõi, tại vì hiện nay có những trường hợp F0 mà không có triệu chứng, chúng ta được có thể theo dõi tại nhà ha. À, và đương nhiên thì nếu như SpO2 dưới 95%, chúng ta phải báo cho y tế phường, CDC phường. Để làm gì? Để các anh chị đã có một cái động thái chuẩn bị trước cho chúng ta. Tại vì không có điều gì chắc chắn rằng khi mà nó dưới 95% thì nó sẽ quay lên trở lại là 97-98. À, điều đó thì ai cũng mong, thậm chí tôi cũng mong người bệnh qua được. Nhưng chúng ta phải dự trù trước những cái tình huống có thể xảy ra. Và khi mà nó xuống 95 thì nó có thể xuống 93, 94 và thậm chí 90. Và chúng ta phải báo cho CDC ở địa phương, cơ quan để có cái hướng chuẩn bị trước. Nếu trường hợp mà diễn tiến nhanh thì có thể sơ trợ kịp thời ha. Còn nếu chúng ta mà đang là cái người F0 điều trị ở một cái bệnh viện dã chiến mà thuộc cái nhóm gọi là nhẹ không triệu chứng thì cũng phải báo cho bác sĩ. Và trong tình huống này thì chúng ta có thể tùy điều kiện mỗi nơi ha. Tùy điều kiện mỗi nơi thì tại hiện nay thì do cái dịch nó mất kiểm soát thì khá nhiều chỗ, do đó điều kiện ở mọi địa phương, mọi phường sẽ khác nhau. Và không chỗ nào sẽ giống chỗ nào ha, mang tính tương đối rồi. Thì có thể chúng ta sẽ được kiểm tra, chụp cái phim phổi kiểm tra ha, xem có biến chứng phổi như thế nào. Và đặc biệt là chuẩn bị trước những cái xử lý tình huống và diễn biến nặng ha. Còn trường hợp mà nó dưới 95 thì sau đó bắt đầu sau thời gian ví dụ dài tiếng sau nó khỏe lên 96, 97, 98 thì cái đó là rất là mừng, như là rất là mừng, chúng ta không sợ. Nhưng mà ở đây tôi chỉ sợ là chúng ta không báo kịp, không phát hiện kịp thì như vậy thì nó để lại hậu quả cũng khá nặng nề ha. Và sau đó thì cái phần còn lại thì chúng ta không còn nhiệm vụ nữa. Ví dụ như bắt đầu nó dưới 93, 94 là mà chuyển bệnh viện thì lúc đó cái phần SpO2 còn lại theo dõi còn lại chỉ có bác sĩ thôi. Ở đây tôi đang lưu ý là cái trường hợp mà trên 95% là những trường hợp mà những người không phải trong ngành y tế, thậm chí là những người nhà thì không theo dõi gì nữa, thì chúng ta phải lưu ý cái chuyện này. Đó là cái việc sử dụng cái SpO2 như này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.